Đây ai ai cũng phải bắt buộc ấp một quả trứng trước khi 18 tuổi. Nếu không sẽ bị biến thành dân tị nạn bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Một khi ấp trứng thành công, có thể trở thành ngự sư chinh phục thế giới, hưởng thụ nguồn tài nguyên cao cấp nhất trên đời. Hôm nay là ngày cuối cùng chàng trai này 18 tuổi. Nhưng trứng của anh vẫn không hề thay đổi. Anh ấy ngồi ngây trên thùng gỗ thấp thỏm suy nghĩ về tương lai. Đột nhiên một luồng sáng thu hút sự chú ý của anh. Chưa đợi chàng trai nhìn rõ là gì, ánh sáng trực tiếp phóng vào trong đầu. Thoáng chốc một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện, đó là vô số người kiểm soát quái vật mạnh mẽ. Đến ngày hôm sau chàng trai mới bị tiểu đội tuần tra gọi dậy. Thủ lĩnh chất vấn tại sao tối qua anh ấy lại ngủ ở đây. Cậu biết học viên không có tư cách ở lại trong tòa tháp đúng không? Chàng trai có chút mơ màng, vì thế cảnh tượng tối qua chỉ là mơ thôi sao? Những con rồng khổng lồ và cả đại sư đó, thấy anh ta dám không trả lời mình, thủ lĩnh giơ tay lên cho một cú tát giáng trời. Tô Hằng bị đánh đến váng cả đầu, nhưng thủ lĩnh lại cười nguy hiểm nói, nghe nói hôm nay cậu sẽ biến thành dân tị nạn bị đày ra hoang đảo đúng không? Bây giờ còn làm trái quy định, tôi rất tò mò sau khi nếm 20 roi, cậu còn có thể sống ở hoang đảo nữa không? Chính vào lúc này, quả trứng bên cạnh Tô Hằng đột nhiên phát ra tiếng động. Học viên đứng đó kinh ngạc, Tô Hằng trứng của cậu sao lại nứt ra rồi? Tay thủ lĩnh cũng lập tức dừng lại. Tô Hằng lúc này vô cùng vui mừng, trứng rồng của mình đã nở rồi, mình thành công rồi. Anh mừng rỡ giơ quả trứng lên đầu. Thủ lĩnh bị dọa hết hồn, lập tức vứt cây roi trong tay xuống cười nói hiểu lầm thôi. Thật đúng là hiểu lầm lớn quá. Tô Hằng đại nhân, bây giờ tôi sẽ lập tức đi gọi sĩ quan huấn luyện tới xác nhận lại thân phận của ngài. Sau này ngài chính là một bước lên mây rồi. Chính vào lúc này tiếng một cô gái vang lên, không cần ngươi gọi ta tới rồi. Người phụ nữ này chính là tổng sĩ quan của tòa tháp Lục Ngu. Chỉ thấy cô ấy đi nhanh tới trước mặt Tô Hằng. Bây giờ cậu thử giao tiếp với trứng rồng xem. Nghe vậy Tô Hằng lập tức áp mắt lên vỏ trứng nhẹ nhàng nói, nhóc con, mau ra ngoài đi. Ngay giây sau quả trứng rung lắc cực độ, thằng nhóc bên trong kêu lên một tiếng. Thấy thế Lục Ngu cực kỳ vui vẻ vỗ vai Tô Hằng, hắc đăng của ta lại có thêm một ngự sư trẻ tuổi nữa rồi. Lúc này cô ấy đột nhiên nhìn thấy vết thương trên mặt anh. Đây là có chuyện gì vậy? Tô Hằng chỉ tay về phía tóc tím bảo cậu ta đánh mình. Lục Ngu tối sầm mặt lại, vậy mà dám đánh ngự sư. Tưởng ngươi 20 roi đày ra hoang đảo sinh sống, tự mình đi lĩnh thưởng. Nói xong hai người trực tiếp rời đi mặc kệ hắn khóc lóc cầu xin. Một lát sau họ đã tới tầng cao nhất tòa tháp. Chủ nhân Châu Hợp nhìn chàng trai vô cùng thích thú. Đứa trẻ này là tân binh đầu tiên trong nửa cuối năm nay. Đúng vậy, nghe nói hôm nay thành niên, không ngờ trước khi 18 vậy mà đã thành công đột phá. Châu Hợp nghe xong cười lớn, tốt lắm chàng trai, vậy mà có thể kiên trì tới cùng, thời khắc cuối cùng đột phá được quả là không tồi. Vừa nói ông ấy vừa lấy ra hai phần thưởng cho anh lựa chọn. Một là tặng anh một chiếc vảy rồng gia tăng tốc độ ấp trứng, để thằn lằn được vấy thêm huyết thống của rồng. Hai là đợi ông ấy có thể đào tạo con rồng thứ hai. Tặng anh một con trong bộ sưu tập của mình. Tô Hằng suy nghĩ một hồi, 10 con chim trong rừng không bằng một con trong tay, cuối cùng vẫn lựa chọn vảy rồng. Không lâu sau anh ấy trở về ngôi nhà bên ngoài tòa tháp, nhưng bị chị gái nhéo tai dạy dỗ một trận, dám đi qua đêm không về, hại chị mày tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Xin chào Tô Hằng đại nhân, đây là vật phẩm chủ nhân tòa tháp tặng ngài, xin hãy bảo quản cẩn thận, chúc ngài mọi việc thuận lợi. Nghe xong chị gái thích thú ôm chặt lấy em trai, Tô Hằng vội vàng nhắc nhở cô ấy vẫn có người ngoài ở đây. Cảnh tượng hết sức ngại ngùng, chị gái vội vàng lấy cớ đi làm để chuồn lẹ. Một lát sau Tô Hằng cầm chiếc vảy rồng trong đĩa, đang quan sát cẩn thận, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện tia sáng. Trong đầu từ từ xuất hiện cuốn cổ tịch ngàn năm, nó tự động mở ra, cuối cùng dừng ở trang số 17, nội dung bên trên chính là cách tiến hóa thằn lằn thành rồng. Một lúc lâu sau anh ấy mới hoàn hồn lại, trong đầu vẫn nhớ nội dung ban nãy. Thằn lằn hóa rồng, thằn lằn rồng trưởng thành là loài nguy hiểm nhất, nó có thể dễ dàng tiêu diệt cả một tiểu khu nhỏ. Khác hoàn toàn với loài thằn lằn trung cấp trong tay Tô Hằng lúc này. Một loại nguyên liệu khác là rễ huyết rồng, nhìn khá giống nhân sâm, không biết có tác dụng gì. Hơn nữa ngay cả con rồng đầu tiên được nở ra bởi thiếu nữ tài năng, người được thành chủ đích thân thu làm đồ đệ, chẳng qua cũng chỉ là loại nguy hiểm cấp cao. Nếu mình có thể ấp được thằn lằn rồng, nói không chừng có thể trở thành đồ đệ của thành chủ. Nghĩ tới đây Tô Hằng đi thẳng tới tiệm thuốc mua nhân sâm, tiếp đó lại dùng bút lông gà vẽ lại trận pháp được ghi chép trong sách, đặt quả trứng ở giữa, sau đó bắt đầu đọc thần chú. Chỉ thấy trận pháp đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng, kết thành hình dạng con rồng trong không trung, tiếp đó nó lại nhanh chóng quay trở lại quả trứng, tốc độ ấp trứng thoáng chốc nhanh gấp 2 lần. Mấy ngày sau Lục Ngu đứng trước cổng sân tập, cô ấy đã đợi mấy ngày rồi, may mà hôm nay Tô Hằng cuối cùng đã đến. Các học viên bên cạnh đều tưởng anh ấy sắp bị trừng phạt, nhưng anh lại nói với Lục Ngu, không phải mình cố ý không tới. Lục Ngu mỉm cười, nguyên nhân gì, tốt nhất cậu nên giải thích cho hợp lý. Nghe vậy Tô Hằng quay lại phía sau cười nói, nhóc con mau ra đây đi. Ngay giây sau một chú rồng đáng yêu trèo lên vai anh. Tất cả mọi người thoáng chốc sững sờ, đây không phải thằn lằn, đây là loài rồng có mức độ nguy hiểm cao nhất. Thoáng chốc thành chủ Châu Hợp kích động đập bàn, đúng là thằn lằn rồng, không ngờ lần đầu ấp trứng lại là loài nguy hiểm này. Ta hỏi ngươi, có muốn làm đệ tử của ta không? Tô Hằng không ngờ mọi thứ lại đến một cách nhanh chóng như vậy, lập tức vỗ ngực, con đồng ý sư phụ. Ban đêm Châu Hợp mở một bữa tiệc lớn vì Tô Hằng.
Đến khi kết thúc, Tô Hằng và chị gái được hộ vệ đích thân đưa về nhà. Sau khi trở về, anh ấy lấy cuốn sách ra. Hóa ra sự khác biệt phổ biến nhất giữa sinh vật thường và loài nguy hiểm là chúng có phải có tài năng thiên bẩm để sử dụng năng lượng không, mà kỹ năng để sử dụng thiên phú được gọi là năng lực. Năng lực là yếu tố quan trọng quyết định độ mạnh yếu của ngự thú. Thằn lằn rồng là loài nguy hiểm cấp cao, thiên phú đương nhiên cũng không kém. Ngoài sự tấn công thường thấy ra, kỹ năng của 6 chủng tộc thằn lằn rồng này cũng rất khác biệt. Trong số đó, khi ngủ là loài rồng này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực và vết thương. Đồng thời nó cũng có đủ năng lực và kỹ thuật của các loại rồng cấp thấp khác. Cấp độ càng thấp khả năng càng kém, sức phá hoại của nó có thể coi là khá khủng khiếp. Và khả năng phục hồi cũng là nhờ hấp thụ năng lượng trái đất. Cái cuối cùng là năng lực tàn ác vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở độc ác cũng chính là kỹ năng mạnh nhất của thằn lằn rồng, gần như sở hữu sức tấn công của tất cả loài rồng cấp thấp khác. Hôm sau, Tô Hằng cùng Châu Hợp đi tới phòng luyện tập. Dựa theo tình hình của anh, ông ấy đề nghị, "Ta đề nghị con kiểm tra về năng lượng thiên phú của cậu bạn này trước. Chọn một trong những huấn luyện trọng điểm, chủ lực chính của vi sư chính là tàn ác." Vừa nói, chiếc nhẫn trên tay ông ta bỗng phát ra ánh sáng màu đỏ. Đây chính là ngự ấn vật của ông ấy. Ngự ấn vật chính là có thể dung nạp thần long khổng lồ vào không gian khác nghỉ ngơi. Nó là vật phẩm đặc biệt giúp tăng khả năng hồi phục thể lực. Dù sao thần long một khi bước vào thời kỳ trưởng thành, cơ thể sẽ cực kỳ to lớn. Các ngự sư không thể chỉ điều khiển một con rồng, thế nên trên người sẽ luôn có ngự ấn vật như vòng tay, khuyên tai, đồng hồ. Cùng lúc này, một con vật khổng lồ bỗng nhiên lao ra từ chiếc nhẫn. Đây chính là loài vật cấp khủng bố, sau khi đào tạo đã trở thành loài vật có sức công phá khủng khiếp nhất. Cũng chính là thần long chủ lực của Châu Hợp, dùng để kiểm tra thần lằn rồng của Tô Hằng có phù hợp hay không. Anh ấy cảm thấy uy lực kinh khủng, lần này thì tập xác định luôn rồi. Châu Hợp xoa xoa đầu thú cưng, sói đỏ là một loài vật đáng sợ kết hợp giữa thuộc tính tà ác và thuộc tính thuần thú. Tô Hằng mau thả thần lằn rồng của con ra đây, tiếp theo phải dựa vào bản thân nó rồi. Nghe tới đây, thú cưng của Tô Hằng toàn thân run lẩy bẩy. Tô Hằng chỉ đành an ủi nó thả lỏng một chút. Châu Hợp lại nói với sói đỏ, sử dụng hơi thở độc ác để tên nhóc này học theo, chú ý cổ họng. Nghe vậy, sói đỏ trực tiếp gào một tiếng bắt đầu tập hợp năng lực. Nhưng nó vừa kết được một quả cầu đã bị Châu Hợp hô dừng lại. Tô Hằng vô cùng ngạc nhiên cúi xuống nhìn thằng nhóc này, thằn lằn rồng vậy mà cũng học theo bắt đầu tập hợp năng lực. Tiếp theo nó hít một hơi thật sâu, nhưng khi phun ra ngoài lại chẳng có gì. Mặt Châu Hợp tràn đầy vui vẻ, thằng nhóc này đã bước đầu lĩnh ngộ được năng lượng này rồi. Làn khói màu tím này cũng chính là nguyên lý của hơi thở tàn ác. Con nhặt được báu vật rồi, thiên phú của nó cực kỳ cao. Chỉ nhìn bước đầu đã có thể học được kỹ năng, xem ra không cần phải để sói đỏ của ta thử nghiệm nữa. Nói xong, Châu Hợp lập tức thu hồi nó vào trong chiếc nhẫn. Tên nhóc cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng ngay giây sau, một con quái vật có hơi thở kinh khủng hơn bỗng xuất hiện. Đây là loài khủng bố đặc biệt có năng lực đỉnh của chóp nhất. Đại bàng vàng, tiếp theo hãy để nó chơi với ngươi nào. Thần Long sợ hãi vội vàng ôm lấy chân Tô Hằng, chơi với loại này khác gì tự lao đầu vào chỗ chết. Tô Hằng chỉ đành xua xua tay nói rằng, sư phụ dùng loại khủng bố này hình như không phù hợp lắm. Châu Hợp để tay lên cầm suy nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Ngay giây sau, một bộ móng rồng khổng lồ dẫm mạnh xuống đất. Chiếc miệng khủng khiếp vẫn còn đang bốc khói, cái đuôi vừa nhìn đã thấy rất có uy lực. Châu Hợp giơ nắm đấm lên, con nói đúng, đối diện với thần long tài năng như vậy, dùng loại nguy hiểm đặc biệt quả thực quá dễ dàng rồi. Đây là một trong những chủ lực của vi sư, là kết hợp hoàn hảo giữa hệ lửa, hệ đá và cả hệ rồng, cũng chính là sủng vật hệ rồng duy nhất của vi sư. Đến đây hoạt động chút nào, nhanh lên. Một người một thú nhìn con vật khổng lồ như vậy, sự đàn áp của nó khiến hai người sợ tới mức quên cả thở. Đúng rồi, sư phụ, hệ rồng rất hiếm gặp sao? Đương nhiên là hiếm rồi nhóc con. Con rất may mắn khi có thể thu phục loài thằn lằn rồng này. Nếu không sao nó có thể tới lượt tân binh mới như con thu phục chứ? Có rất nhiều ngự sư tài giỏi muốn thu phục loài này mà không được đó. Nghe vậy, Tô Hằng thầm nghĩ, xem ra mình phải giữ bí mật về cuốn cổ tịch mới được. Tiếp đó, Châu Hợp lập tức điều khiển thú cưng của mình. Trước tiên dùng chút long uy, xem năng lực chịu đựng của thằng nhóc này thế nào. Vừa dứt lời, nó ngay lập tức gào thét về phía hai người. Một luồng long uy tràn đầy đàn áp tấn công trực tiếp về phía họ. Tô Hằng vội vàng giơ tay ra chắn, nhưng anh lại cảm thấy mình dường như biến thành chiếc lá trong cơn mưa bão bùng, có thể bị lật đổ bởi sinh vật cao lớn này bất cứ lúc nào. Lúc này, Châu Hợp đột nhiên đặt tay mình lên vai anh ấy. Tô Hằng thoáng chốc cảm thấy sự đè nén đã biến mất. Sư phụ của mình rốt cuộc mạnh mẽ tới mức độ nào? Cùng lúc đó, tên nhóc vậy mà có thể chống được sự đàn áp. Châu Hợp nhanh chóng cho thú cưng của mình thêm chút áp lực. Nó gào thét hơn gấp nhiều lần, nhưng Châu Hợp kinh ngạc phát hiện, tên nhóc này vậy mà lại dùng long uy cấp thấp để đối phó với cấp trung bình. Xem ra nó thu hút không ít chất đặc biệt trong vảy rồng, thậm chí có thể đã thành công thừa kế chút huyết rồng trong đó. Như vậy mới khiến hệ rồng trong người vượt trội hơn hai hệ kia nhiều như vậy. Sau khi huấn luyện xong, Châu Hợp lại đưa cho Tô Hằng một quyển về phương pháp và kỹ năng đào tạo. Anh ấy chào tạm biệt sư phụ rồi rời khỏi tòa tháp, sau đó mua lại căn nhà năm đó của mình. Đối phương biết Tô Hằng đã trở thành ngự sư, bỗng nhiên trở nên khách khí cực kỳ. Tuy nhiên, Tô Hằng còn chưa kịp báo tin cho chị gái, quyết định đi tới chỗ làm đón cô ấy về nhà, tạo cho cô ấy một bất ngờ. Nhưng trên đường tới đó,
một tiếng hét.